Vào tối qua, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố và bắt tạm giam với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơ quan điều tra cũng đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt, hoạt động của tập đoàn sẽ như thế nào? Phóng viên Hương Thảo có mặt tại trụ sở của tập đoàn FLC thông tin tới quý vị về nội dung này. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trụ sở của tập đoàn FLC. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều nhà đầu tư đã tìm đến trụ sở của tập đoàn này để chất vấn về các hoạt động của FLC sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt. Tối qua, trong thông cáo báo chí, tập đoàn FLC cho biết vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Ông Trịnh Văn Quyết đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sau khi bị bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán vào tối ngày hôm qua, ngày 29 tháng 3, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Vũ Đặng Hải Yến thực hiện các công việc quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại FLC, Bamboo Airways. Theo đó, bà Hải Yến cũng được ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp này và hoàn thiện toàn bộ các dự án đầu tư của tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc về sở hữu của mình. Ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất tại tập đoàn FLC với sở hữu hơn 30% vốn. Ông và người thân cũng là một trong những cổ đông của công ty cổ phần hàng không Che Việt Bamboo Airways. Hai tuần trở lại đây, FLC công bố 25 dự án mới trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và đô thị phức hợp tại Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình và các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tại Phú Thọ, đầu năm 2022, FLC đã khởi động dự án quần thể nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao FLC Phú Thọ, quy mô gần 250 ha, tổng vốn các giai đoạn lên tới 10.000 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan đến các hoạt động của tập đoàn FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt trong các bản tin tiếp theo. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chính thức đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với hai di tích lịch sử là địa điểm Đài Tiếng Nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng, thị trấn Trùng Khánh 1966-1978 và danh lam thắng cảnh Mắt Thần Núi tại xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh. Di tích lịch sử đại điểm Đài Tiếng Nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng, giai đoạn từ 1966 đến 1978 là một trong nhiều địa điểm dự phòng phát sóng phát thanh tiếng nói Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, về diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Danh lam thắng cảnh Mắt Thần Núi, xã Cao Trương là di tích danh lam thắng cảnh tự nhiên, nằm trong hệ thống di sản của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, thuộc tuyến du lịch phía Đông Bắc, vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ độc đáo. Di tích Mắt Thần Núi nằm trong hệ thống 36 hồ liên thông với nhau, với các dòng chảy trên bề mặt và dòng chảy ngầm. Tại lễ đón nhận, ông Lê Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lãnh đạo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chia sẻ sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cao Bằng tuyên truyền quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của hai di tích quốc gia tại Trùng Khánh cũng như quần thể danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa tại mảnh đất cách mạng Cao Bằng. Từ đó giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, khơi gợi tinh thần yêu quê hương đất nước từ các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa hình ảnh các di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 21 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, gia đình nhạc sĩ kết hợp cùng phim điện ảnh Em và Trịnh tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ ông mang tên 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của nhiều giọng ca tên tuổi. Sau khi ra mắt teaser trailer và MV OST Nắng Thủy Tinh, phim điện ảnh Em và Trịnh càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh nói chung và khán giả yêu nhạc Trịnh nói riêng. Song song với chuyện tình kéo dài 37 năm với nàng thơ Giao Ánh là quá trình Trịnh Công Sơn nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc xuyên suốt những biến động lịch sử của đất nước. Đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn sẽ được diễn ra vào chiều tối ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi gia đình cố nhạc sĩ cùng nhóm du ca Trịnh Công Sơn từng tổ chức nhiều chương trình nhạc Trịnh mang tính chất cộng đồng để tưởng nhớ. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là kỹ năng sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra sự cố cháy trong đỉnh điểm mùa khô, Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam Long An vừa phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Long An
tổ chức buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án khu công nghệ môi trường xanh. Đây là dự án có diện tích rừng lớn nhất nằm trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đang được doanh nghiệp này quản lý đầu tư. Theo đại diện Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam Long An, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô luôn được công ty chú trọng hàng đầu trong những năm vừa qua. Tại buổi tập huấn, các cán bộ công nhân thuộc đội phòng cháy chữa cháy của công ty đã được lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy tập huấn tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý tình huống khi có sự cố cháy xảy ra. Trong đó đặc biệt phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, tận dụng hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng chuyên nghiệp gồm 17 người, trực 24/24, sẵn sàng dập lửa ngay khi có sự cố xảy ra. Hàng năm công ty đều có tổ chức cho tất cả công nhân viên ở khu vực của công ty công nghệ xanh, của môi trường xanh của mình. Thì hàng năm đều có tập huấn, cái buổi tập huấn nhờ các anh em công an tỉnh Long An, phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An xuống tập huấn cho anh em. Và đồng thời cũng chữa cháy rừng, mình giả sự cháy đồ chẳng hạn để cho tất cả anh em thao tác, ôn lại những cái thao tác cho nó tốt hơn. Bởi vì rừng của mình đây nói chung là nó không phải là nó lớn so với tỉnh Long An, nhưng mà cái khu rừng tập trung tới 1.760 hectare là cái khu rừng lớn của Long An mình. Đối với việc phòng cháy chữa cháy trong mùa khô tại khu vực rừng của khu công nghệ môi trường xanh, một trong những nguy cơ cần lưu ý là tình trạng người dân vào rừng vô ý vứt tàn thuốc lá. Đặc biệt là trong rừng vào mùa này có nhiều tổ ong ruồi, nên có nhiều người vào đây dùng đuốc hun khói để lấy tổ ong. Nếu để lại tàn có thể gây cháy và nếu phát hiện chậm có thể cháy lan và gây cháy lớn. Khu rừng của mình nói chung là nó cũng có mang cái tuyến đường của N2, nó chạy dọc cái khu rừng của mình khoảng 4 cây mấy số. Thì những cái mà lìa đường á là thần đông cũng có những cái gần tràm, rồi đa số dân người ta đi, ta ghé xe đó, ta nắng nôi, ta ghé lại thì ta hút thuốc, ta quăng tài gì cũng có cháy. Thành ra cái mình tập quấn cái này cũng nhằm mang tính cách xã hội cũng rất là nhiều. Tại vì để cho người dân người ta hiểu một khi cháy rừng thì nó sẽ gây ra nguy hiểm như thế nào, và tài sản và đối với tài sản và con người như thế nào. Năm 2012, doanh nhân David Dương thành lập Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam Long An và có diện tích 1.760 ha đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư 800 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn 1. Dự án khu công nghệ môi trường xanh có các công nghệ phù hợp nhất để xử lý rác thải, sản xuất ra các sản phẩm có lợi từ rác, tổng quy mô xử lý ước tính khoảng 30.000 tấn một ngày. Đây là dự án mà ông David Dương đã ấp ủ và nghiên cứu nhiều năm với ước nguyện sẽ là cầu nối cho Việt Kiều cùng tham gia mua cổ phần đầu tư vào một dự án tầm vóc quốc tế, góp phần phát triển khoa học công nghệ, môi trường và phát triển kinh tế theo lời kêu gọi của chính phủ đối với Kiều Bào. Thưa quý vị, với thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC bị khởi tố bắt tạm giam, thị trường chứng khoán đầu phiên ngày hôm nay có sự rung lắc. Tuy nhiên sau đó, lực cầu bắt đáy nhanh chóng được kích hoạt và nhiều blue chip giành lại được sắc xanh giúp chỉ số quay đầu đi lên. Riêng với nhóm cổ phiếu họ FLC thì diễn biến không khác gì so với phiên đầu tuần ngày 28 tháng 3. Phóng viên Hồng Liên thông tin chi tiết tới quý vị ngay sau đây. Mở đầu phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đã ngập trong sắc đỏ. Các cổ phiếu bất động sản thì đồng loạt giảm sàn. Chỉ số VN-Index thì đã có thời điểm giảm gần 7 điểm. Tuy nhiên thì vào giữa phiên, dòng tiền đã chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp hàng loạt mã tăng điểm tốt và trở thành lực kéo chính giúp VN-Index bứt phá gần 5 điểm. Với nhóm cổ phiếu FLC và các cổ phiếu dòng họ như là ROS hay là AMD, ART thì tiếp tục có phiên thứ 3 giảm sàn và trắng bên mua. Riêng trong phiên ATO thì cổ phiếu của nhóm họ FLC thì đã có khoảng 250 triệu cổ phiếu bán ra và tiếp tục không có thanh khoản. Theo giới đầu tư thì thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam thì sẽ khiến cổ phiếu FLC và các nhóm cổ phiếu dòng họ thì sẽ có vài phiên tiếp tục dự bán và trắng bên mua. Tuy nhiên thị trường chứng khoán thì vẫn có những cái đà tăng trưởng khác để duy trì sắc xanh.